trường mầm non thế này. Quay về, quay về tuổi thơ. Tụi mình sẽ làm gì ở đây đây mọi người? Hôm nay mình phải trông trẻ. Trở về với tuổi thơ. Tại trường mẫu giáo trong vòng 15 phút các bạn hãy nghe thật kỹ ba đoạn ghi âm giọng hát của ba bé và đi tìm. Mỗi bé tìm thấy sẽ được một viên. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy? Giọng ghi âm với giọng ngoài khác nhau. Nó có một cái điều rất là khó là khi mà mình hát có một số người nha, có người người ta hát khác mà người ta nói khác. Nhưng mà mọi người ơi, cái trường này nó rất là nhiều, làm sao mà mình biết được bé nào? Mình chia ba tốt trước đi, ba tốt để nghe. Yêu cầu bé nào đã được không? Mình là chia ê từ các bé chưa ra đây, mình chơi phát đấy, chơi phát thôi, chơi phát. Bé chưa ra đâu mình cứ chơi. Bây giờ bọn em có một ghi hình một chương trình thực tế ạ. Bây giờ em có thể em có thể nhờ lớp một chút xíu được không ạ? Dạ ok. Các bé ở đây là thường là tầm mấy tuổi rồi ạ? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi rồi. 5 tuổi. Hợp lý. Đúng, hợp lý. Các bạn ở đây trước đi. Các bé ơi, các bé có biết hát bài Cả nhà thương nhau không nhỉ? Lớp nhưng mà biết hát bài Cả nhà thương nhau. Cả lớp có biết hát Cả nhà thương nhau không? Ok, chúng ta cùng hát nha. 2, 3. Ba thương con, mẹ thương con, cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Em có hai diện nghi vấn. Anh thấy bạn này. Rồi. Em này hát rất tự tin, em này hát cũng rất tự tin, nhưng mà em này lúc ấy có một cái phong thái kiểu. Cái lúc em vừa bảo là cả nhà thương nhau không? Em kiểu. Các bạn có biết hát bài Cả nhà thương nhau không nhỉ? À là kiểu bất ngờ. Bất ngờ. Dễ dính. Rồi. Ok các bạn cứ học đi nha, để anh phỏng vấn bạn này một chút xíu. Em ơi, em tên gì vậy? Em tên gì vậy em? Em năm nay học lớp mấy rồi? Em năm nay mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi à? Thế em thích ca nhạc không? Trong ghi âm là giọng con thằng khàn đấy. Đúng không? Bây giờ em thử hát lại cho bọn anh xem được không? Hát riêng rồi anh. Đúng rồi. Bắt nhịp, bắt nhịp, bắt nhịp, bắt nhịp. Sao? Ba thương. Em hát thử, em hát thử. Không ngại đâu, không ngại đâu. 5, 6. Ok, bây giờ các bạn hát cùng nhau nha. 5, 6. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con, mẹ con giống ba, mẹ nhà ta cùng yêu thương rồi nhau. Cha là nhớ, gặp nhau là cười. Xin phép bắt cái hồi, bắt cóc mẹ đi. Bây giờ bảo là ok. Ôi giọng mấy này khàn khàn. Em có hát được cái bài mà chưa của em bé bé được bài đấy không? Hương rực hương rừng thơm lối vắng. Ngày đầu tiên đi học này. Ủa? Bài này em bị quá khó như mấy bé. Không phải, cô giáo nói là cái bé chưa học bài này thì dạ cảm ơn cô. Bye bye. Dạ các vị. Lấy
15 phút. Đang ở lớp học nhầm. Chị chơi với mẹ nha. Xin lỗi nha. Rồi mình bắt cái này chốt đi, anh chốt rồi đấy. Em chốt cái đó rồi. Quả cả nhà qua đúng rồi đấy. Là con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Chào Phi nha. Chụp ảnh nào? Em quay hình ảnh nào? Hello các em, bây giờ các em dặn cho cô ạ. Bây giờ các em. Bây giờ trong đây bạn nào biết hát giơ tay. Giơ tay. Ồ. Oh. Wow. Hát một bài nhớ. Ok. Chị sẽ hát bài này này. Hương rừng thơm đôi vai. Chuối trong tầm gì cà chè ô tê nắng dâm mát tường em đi đâu em biết cái này có một em hát em bé bé ngầm này giữa rừng cây em hát thử cho chị nghe được không bài này nè em này có một cái đặc trưng là cái phát âm của em á trường em đã trường của em lại câu lệ nè trường của em có thể đó nha có thể đó nha trường cái bài để về các bài ba sẽ là cánh chim thích bài nào hơn ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa giỏi cố lên nè em hát rồi hả em hát rồi cái bài mà ba sẽ em hát hay quá hả các bạn ơi. Các bạn có biết bài cái gì nhỉ? Hôm qua em đến trường. Hôm qua em đến trường không nhỉ? Đấy là bài đi học thôi. Đi học, đi học. Ê đây là giọng nữ luôn, là giọng nữ luôn. Rồi, đây em đứng lên nhá. Cái đứng lên, đứng lên, đứng lên. Chị bạn, đây đứng lên. Ok, để nhớ em thầm thì với bạn này luôn. Em hát cho bạn này nghe luôn, chị cũng nghe luôn. Ba sẽ không biết, bài thứ nhất rồi. Thứ nhất rồi. Hôm nay em đến trường. Nãy giờ em nói. Mẹ dắt em từng bước an. Hôm nay em lộn bài rồi. Mẹ dắt tay từng em biết hát không? Em nói chuyện với anh được không? Em nói chuyện với anh. Em nói chuyện với anh được không? Ơ cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Con này là con gì? Giống cái gì? Minion. Minion. Anh nói phần. Bây giờ mình. Ok bây giờ mình sẽ hát lại cái bài hát vừa rồi nha. Bác Kim. Ok. Ê Minion. Anh như bạn này lắm này. Đó anh. Đó anh rồi. Chắc không? Hát lại bé ơi. Không hát nhưng mà nhìn tố chất nghệ thuật lắm. Bài đi học không? Tại vì em nghe cái voice giọng giống. Nhưng mà bạn này không chịu hát. Bạn này không thế. Bạn kia cũng thế. Không có ba bạn nghi vấn là không bạn nào chịu hát nữa. Bảo anh ơi, em hát thử cho anh bài Bắc Kinh Thang cũng được. Hai, ba. Chốt đi. Tiếng ngữ bắt đầu. Tiếng ngữ bắt đầu. Năm. Giống mấy một lắm á. Thôi cứ chụp hình mấy này lại đi, tụi mình không còn thời gian nữa. Vô cả nhóm vô chưa? Ừ, em là số 2 nhé. Ok, vào đây nè, vào đây với chị nè. Con số 2 bé trong một lớp rồi vậy. Vô. Ok nha, mình sẽ chơi một tấm nha. 1, 2, 3. Rồi ok, em tên gì nè? Em tên gì? Quỳnh Chi. Thảo Hoa. Em biết là đang quỳ ạ. Em bao nhiêu tuổi? 1 năm tuổi. Em bao nhiêu tuổi? Có hai bé, tìm được hai bé. Ý là lúc mà bọn em chụp lại rồi ấy, là cực kỳ chắc. Thì hai bé đó là em chắc chắn bé thứ ba hay là bé? Em cho, em được bọn em tìm được một bé trai với cả một bé nữ đầu. Bé không chịu hát cái bài đấy, toàn đi hát Bắc Kim Thang. Thế là nhưng mà kiểu em với cả Mon đều nghe kiểu giống.
Có tin Nam không? Có tin Nam được không? Khoai từ từ tháo hoài đúng không? Đây là không tin thì còn lựa chọn nào khác? Không có, tại vì tụi em không kia. Em có à? Ừ. Đã nói là cho nên tụi em mới nói là đúng mà. Và em không chắc chắn như anh được. Không có ai chắc chắn đấy. Khoai, từ từ nha. Bạn Nam ở ban mấy? Ban 2. Ban 1 một người, ban 2 một người, ban 3 một người. Không, không, không. Chỉ có ban 2 thôi. Đi đây em, đi đây. Tại sao nãy hai đứa nam? Bây giờ Nam sẽ đưa ra đáp án là bé 1 với bé 3. Nam sẽ ra bé 2. Okay. Bé 1 là Bảo Anh, ban đa 2. Bé 2 là Thảo Hòa, ban đa 1. Bé 3 là Giáp Bảo, ban đa 2. Ban đa 2. Bé 3 là Mũ. Tôi bị tụt 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 Cái bé đầu tiên là cái bé lộ nhất luôn. Ừ. Winner mà bài hát ra. Xong cái bản thu bé hoa bảo hát xong bài in lên. Mình được rồi. Nhất cả những bạn nó bé đuổi, những bạn nó đọc. Đấy thôi. Em ra bảo em có. Chúc mừng các bạn được 3 vị khách mời. À, mọi người có nhiệm vụ gì tiếp theo cho bọn em không ạ? Hết còn làm gì còn? Làm gì còn? Gì á? À, không còn đấy. Ủa gì vậy? Còn đấy em. Tập luôn đi em. Tập luôn đi em. Đây. Với số tiền có được, các bạn hãy tự in banner, poster, vé mời cùng anh Boom B36 để tổ chức một buổi premiere show. Tự biểu diễn tại quảng trường, phát vé mời bán anh Boom và kêu gọi khán giả đến buổi biểu diễn ngày mai tại phòng trà. 50 vé để gây quỹ. Nếu hoàn thành được một viên kim cương, thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Nhưng mà bạn cái này mà một viên kim cương hơi ít. Thực hiện cái nhiệm vụ này thì ekip sẽ hỗ trợ cho các em cái địa điểm để các em tổ chức vào ngày mai. Wow. Ok. Không chào. Thế là... Quán số 5 là bỏ. Tưởng 8 giờ. 10. Không, 7 giờ đến 9 giờ. Anh ơi, hôm nay mình còn bao nhiêu tiền nhỉ? Mình đang có 1 triệu. Chị 2 giây. 700 mấy ạ? Lúc nãy đưa lại ban tổ chức là 300 mấy rồi. Gì rồi, xuống. Nãy bên nó nói. Hồi nãy chị nói là có standing. Vấn đề cái khó là cái thiết kế chứ còn phim nhanh lắm, khó là thiết kế. Tại vì thiết kế này của em cũng đơn giản à, chỉ là một cái hình xong rồi có chữ lên vậy thôi. Quên mất á. Không bao nhiêu là một tên chậm nhỉ. Wow. Có đâu đâu. Mặt đằng sau là một cái màu nâu, màu gỗ đi. Màu gỗ á đằng. Điểm in Phan Đình Phùng, in ấn Phân. In ấn ở lòng Phan Đình Phùng. Thành phố Đà Lạt. Yo make a dead joke. Chuyên nghiệp lấy ngay tận nơi, tốt nhất thị trường. Rồi 700.000. Bạn chắc là 200 đủ không? Đây. Ờ anh nghĩ bảo là 100 môi và em giữ lại 200 để phòng á. Không thì là nha. Cẩn thận nha. Ngoài. 112 đường Phan Đình Phùng. Đúng rồi. Ok, đi thôi. Bao nhiêu đây? 112 6 giờ nha. 707 kia nha. Được. Nữ cần bao nhiêu? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua 112 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt. Phường 2. Đi nắn poster và banner các thứ. Đi. Let's go. Memories có S. Có S nha, memories. Memories thôi á.
không có nai. Dạ có S, có S, có S. Bỏ số hả? Bỏ. Dạ có S. Chữ màu trắng, chữ màu trắng không? Chữ màu trắng hay chữ màu đen? Nâu vàng. Vàng. Nãy bà là tung lông vàng mà. Ờ, vàng. Nhưng mà ấy là tôi sợ trên nền này. Ừ, trên nền có cái nền này. Đằng sau kia thì cái chữ màu trắng viền viền nâu được. Anh nghĩ đi, nếu như mà trên cái tông này thì là cái màu nào nó sẽ hơn? Trắng nổi hơn chứ. Còn nó trắng là nổi nhất rồi. Cái poster nó thường tầm như thế nào để vừa? Ví dụ đây là cái poster mà để live show ở phòng trà ấy, mini show ở phòng trà ấy. Cái bao nhiêu là 80 2 mét, 80 1 mét 8. Từ cao bằng em. Đúng rồi, cao bằng anh. 2 mét hả? Từ 80 và 2 mét. Và hai cái đúng không? Một cái thôi. 120. Ok. Có một cái banner mà cái 120. Một cái banner treo dài này. Bây giờ em cầm một cái banner to, nó to. Cần cần to mà nhìn nó phải nổi. Đúng. Nó sẽ bằng 4 cái tổ này. Ờ à, đúng rồi. Chị ơi, mời em đi mua. Nè nè nè, cho em xem nè. Điểm đi. Trời ơi, xinh quá. Anh yêu sao? Yeah. Vui quá đi. Yeah. Chúng ta đã làm xong rồi. Cái này một vé thì người ta thịt qua là hết. Giật một cái là không còn một tí nào để bán nữa đâu. Mọi người ơi, mua vé. Cho em phúc chữ ở trên này đi ạ. Là đêm gì? Memories đúng không? Memories. Memories. Bánh này kìa. Này là vì ế. Đỏ với màu xanh này. Em thấy mấy cái màu này nó cũng hơi là đen. Bỏ ba màu này. Nếu mà cái chữ đấy mà nó có viền nữa thì sao nhỉ? Tại vì nó quan trọng là chỉnh đó, thấy không? Đó. Tại vì là đó. Nên cái kiểu này anh nói kiểu này đó. Gì đó, em đang hỏi đấy đấy. Nhưng mà cái phông chữ, cái phông nhìn nó lãng mạn hơn một tí. Cái chất nó đã như thế rồi. Đúng rồi. Ừ. Đó. Đúng rồi, cái này kết hợp với cái này ok hơn. Ok. Ok, đúng rồi. Tôi đang on set, nhưng mà vậy. Wow, để kem xin cái đồ. Anh đi. Dạ đóng dùm. Chuẩn bị tạo đầu cho như thế nào? Tạo đầu lên, tạo đầu bây giờ. Tóc đỏ quá lên hình thấy tóc cam. Đỏ không bằng cái khăn nó đeo. Rồi, đi up đẹp trai thế nhở? Được. Trai thế nhở? À. Loài đâm chưa? Chưa đẹp không? Chưa hết. Đó. Mọi người nghĩ bài như nào để chia nhau ra. Em với lại kia ra hát 24 giờ nha. Lạnh quá. Ai đây đẹp ghê. Ê. Say no to me. Bye. Trời ơi, hai chị này. Anh với gọi đi xem một bài. Ok. Xin chào tất cả mọi người, chúc em là nhớ. B336. Và ngày mai thì em sẽ có một cái em qua đây đứng mở quá. Show ở một cái quán cà phê thì tụi em có bán vé cho nên là hôm nay nếu như mà mọi người thấy hay bọn em biểu diễn mà mọi người cảm thấy thích và mọi người ủng hộ muốn đi xem tụi em hát thì mọi người hãy ủng hộ tụi em bằng cách mua vé nha mọi người. Dạ cảm ơn. Dạ thôi, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Vé đâu nhỉ? Vé đâu? Vé. Ra đây. Dạ vâng, hiện tại trên tay của bạn Penny đang có cầm vé đó nhưng mà bà anh chị nào muốn mua thì có thể giơ tay lên thì nói thêm về chiếc vé này thì thực sự thì 50.000 là bọn em muốn là như kiểu
có càng nhiều người có cơ hội để được xem chúng em trình diễn. Thế nên là theo em thì giá 50.000 thì cũng là giá mà mọi người đi nghe nhạc acoustic ở các quán cà phê thì cũng bình thường thôi. Mong là mọi người sẽ cố gắng và ủng hộ cho bọn em ạ. Dạ. Sẵn quá. Dạ, dạ. Dạ, gọi gọi nước không ạ? Dạ, cái này là nước riêng đúng không? Dạ, nước riêng. Hai vé. Hai vé. Tiếp theo sau đây thì em là chị Nga. Chú dạ, hình như là khó rồi á. Dạ, đây chú gặp cái em ạ. Dạ. Đúng rồi. Em đeo vào tay ạ. Ôi dạ, xin lỗi. Từ lâu nhưng chẳng thấy lời đôi. Em mẹ em đóng nhỉ? Cô ơi, cô ơi. Thì hiện tại là ngày mai ấy, tụi con có một biểu diễn ca nhạc như vậy. Nhưng mà chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn và nó sẽ ở một chỗ, không phải là ở đây mà là ở một quán cà phê. Chị ơi, có thể giúp em có tiền không ạ? Kira có thể giúp chị thối 100.000 không? À, chị có đây. Dạ, em cảm ơn các anh nhiều ạ. Em cảm ơn các anh. Em cảm ơn các anh ạ. Mong ngày mai các anh sẽ vui ạ. Tại vì có một chút trục trặc ở đây ạ, thì em mong là ngày mai mọi người vẫn sẽ ủng hộ nhóm 6 và Vũng Vinh. Dạ, từ 6 giờ đến 8 giờ ở Sands Coffee tại Rock 1, Tô Ngọc Vân. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô tự nhiên lại quên rồi. Thành ra quanh mình đôi bao điều mới lạ, ta hãy đi khám phá cùng nhau. Băng băng chỉ còn đường dài, thế giờ ta nét đi mệt nhoài. Băng băng chỉ còn đường dài, nắng vẫn chưa bước chân chúng ta. Băng băng chỉ còn đường dài, thế giờ ta nét đi mệt nhoài. Dù có chấm cũng chẳng ai, vì ta luôn kề bên nhau. Here we go, đừng đắm chìm trong thế giới trò chơi, hãy cùng nắm tay nhau đi vượt qua cả thế giới để cho thanh xuân của ta đều hoang về. I say everybody, ta cùng đi chơi đi, vì cuộc sống là ở nhà hay đi chơi. Uh-huh. Đi tìm khám phá thật nhiều điều mới. Nhắm mắt lại vui khóc. 1 2 3 đi, ta cùng đi đi đi. Chỉ còn lại hãy dẫn ta hết đi. Yo, xoay luôn. Nắng vẫn chưa bước chân chúng ta. Ngày mai bọn con có một buổi trình diễn ca nhạc tại Sense Coffee. Mẹ gì anh? Dạ, anh cảm ơn. Anh chị ơi, và
vào khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ ạ. Qua đây bán không? Dạ không ạ, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng mà em bán váy ở đây và chỉ có ngày mai mà em trình diễn ca khúc thôi ạ. Nếu mọi người sẽ ngồi hơi tiếp đấy. Nó được không ạ? Anh chị ơi, anh cảm ơn. Anh chị có thể mất chút thời gian nói chuyện chút xíu được không ạ? 6 giờ tối á? Dạ vâng. Mình sẽ tìm cặp đôi nó sẽ dễ hơn. Sẽ là một buổi tối mà khó quên của anh. Tối hả? Dạ. Những người lớn tuổi họ sẽ ít nghe những khúc này. Ồ vậy ạ. À rồi, không có người sớm. À vâng. Anh chị ơi, có thể cho em dừng vài phút được không ạ? Ngày mai bọn em có một buổi trình diễn ca nhạc. Tại Sense Coffee, bọn em có về địa chỉ ở đây và thời gian đi mời ai người đấy toàn ở Sài Gòn về nhá. Mỗi vé của bọn em là 50.000 thì ngày mai mọi người sẽ được nghe những ca khúc bọn em cover lại rất là nổi tiếng ạ. Nếu mọi người yêu ca nhạc mọi người có thể đến ủng hộ bọn em không? 6 giờ đến 8 giờ. Dạ vâng, mọi người đến lúc nào mọi người? Dạ buổi tối. Tối là đi vậy thì dạ vâng, em cảm ơn chị ơi, có thể cho em xem một phút được không ạ? Tại vì bọn em ngày mai bọn em sẽ có một buổi trình diễn ca nhạc. Ai giá 50.000 một vé ạ? Không yêu yêu ai, không yêu ai, yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Ôi, dạ. Anh có thể có tờ 50.000. Dạ anh có 2 vé ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Mong anh ngày mai sẽ vui ạ. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì, xin cho tôi mở vai. Tựa đầu cùng ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi một nụ hôn. Mượn rồi tôi trả từng vội tang qua. Người lạ ơi, xin hãy em mua giùm tôi một lần.